tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. À, có tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì của mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ, nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng. Cô ta nguội rồi á, thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau, giảng hòa, có thể giảng hòa bằng một nụ hôn. À, dữ nha. Mời bạn nam. Xin chào Quyền Linh, Cát Tường cùng tất cả các khán thính giả trong phòng. Dạ. Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Rồi, xin chào anh Quyền Linh. Chào anh. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bạn bên kia cũng đã xuất hiện. Bây giờ bắt đầu mình ưu tiên cho anh. Tôi là Trần Thái Quang, năm nay 53 tuổi, tuổi mèo, mạng kim, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân anh văn và nhạc sĩ sáng tác, làm việc tại tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên Thái Nguyệt, em là nhân viên kế toán của ngân hàng. Năm nay em 37 tuổi. Tuổi gì, mạng gì, giới thiệu luôn. Em tuổi Kỷ Mùi, em mạng Hỏa. Rồi, bây giờ mình trò chuyện chút xíu. Anh 53 tuổi thiệt á hả? Sao trẻ quá, trẻ hơn Linh luôn ta. Chà, cảm ơn Quyền Linh nhiều lắm. Không thật mà, trẻ ghê luôn á. Nhưng cũng phải hỏi anh nha, 53 tuổi thì mình trải qua lần đò gì đó anh? Nói chung thì cũng có nhiều lần đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn lên đen. Từng người tình bỏ ta đi những dòng sông nhỏ. Dạ. Nói chung mà giờ đúng số không là được may mắn trong tình yêu. Vậy thì anh có mấy cháu gì không? Chưa lập gia đình mà làm sao có con. Chưa lập gia đình vậy mà nãy giờ nó làm trò đứng đâu làm. Chưa. Trời ơi, mừng chưa quá. Chưa lập gia đình. Vậy là chưa qua lần đò nào hết. Nghe tâm sự của ảnh cũng có khá khá mối tình. Thế còn mình thì sao, 37 tuổi đối với phụ nữ cũng không phải là nhỏ. Em đã từng có hai mối tình rồi. Một mối tình 5 năm, mối tình 6 năm. Hai mối tình là hết 11 năm. 11 năm em ế luôn. Rồi bây giờ kết thúc cái mối tình thứ hai tới bây giờ là được bao lâu rồi? Cũng được 3 năm rồi. Rồi tại sao 3 năm qua cũng không có được mối tình mới nào nữa hả? Lý do tại sao vậy bạn? Lý do là tại vì em không có tin tưởng nữa, hay là em cảm thấy em buồn quá, em không muốn nữa. Sau này thì em mua nhà rồi em sống riêng một mình, rồi tự nhiên em thấy buồn, rồi em cần có một người bạn. Nên em xin đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow, dạ. Trải qua hai mối tình 11 năm anh Linh. Dễ sợ luôn. Anh có mối tình nào sâu đậm mà kéo dài năm anh? Có một mối tình đậm với một cô Việt kiều ở bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà không đến được tại vì cô ta bắt tôi chờ đợi quá lâu. Chờ đợi bao lâu? Chờ đợi khoảng chừng 4 năm. Vậy thì ngọn lửa tình yêu nó tắt liệm trong anh hả? Nhưng mà tôi cũng cố gắng bằng các ca khúc cho tôi sáng tác để có gì hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng mình. Anh ơi, bên đây cũng cần hâm nóng lại và bên đây lại thích nghe đàn, nghe hát. Bây giờ anh trổ tài luôn đi anh. Thử coi có hâm lại nóng được chút nào rồi mình trò chuyện tiếp anh ơi. Bây giờ tôi xin hát cái bài Tình Yêu Tuổi Ngày Thơ, viết về mối tình đầu tiên. Buổi sáng ấy tôi thấy em đạp xe trên con đường dài, bánh nón nghiêng nghiêng ép, tóc em bay vờn trong nắng mai. Tà áo trắng nét thơ ngây, làn môi xinh xinh mỉm cười, đôi chân ngà nâng gót nhẹ, tâm hồn bao ước mơ. Tay nâng niu cặp sách mới, đi tung tăng lòng phơi phới, bước chân đến trường lòng ai thêm vấn vương. Anh như mây hồng trong nắng, em như một cành lan trắng, ngát hương cuộc đời lòng ơi ta lắng nghe. La 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 la. Nói chung là nhạc sĩ nên hát không có hay bằng ca sĩ. Quyền Linh cũng thông và các bạn thông cảm.
Chủ yếu là cảm xúc anh à. Hát sao tự nhiên nó vui đời, yêu đời quá nhỉ, vui tươi quá nhỉ. Dạ, mời anh ngồi đi anh. Cảm ơn anh. Anh muốn tìm người bạn gái như thế nào? Người bạn gái đó tính tình hiền, dịu dàng, chung thủy, biết quan tâm đến mình và mọi người. Điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Người phụ nữ là giả dối, bắt cá, nhiều tay, tính toán về vật chất, không chung thủy. Anh, nhưng bây giờ nếu mà kết hôn á thì mình sống ở đâu anh? À, có tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có một cái nhà riêng ở xã Phú Chu, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì của mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng, nội thất chưa có gì hết. Bây giờ chờ một cái bàn tay để xây tổ ấm. Dạ. Bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào anh đám cưới được? Nói chung càng sớm càng tốt. Nhưng mà anh có khuyết điểm gì không anh? Có chứ, khuyết điểm thì ai cũng phải có hết. Khuyết điểm nhiều lắm, đôi lúc cũng lê mê, nóng tính, nhiều lúc mình hay lãng trí nữa. Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối để em về bển nè. Anh thích cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh nè. Mẫu lý tưởng á? Dạ. Thì gương mặt nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Và tính bản lĩnh, vui vẻ, giống như Cát Tường. Ồ, dạ cảm ơn anh. Để em về em coi lại coi có giống hoa hậu không. Em gái ơi, hỏi thiệt em gái nha. Dạ. Mình có ngại về tuổi tác gì không em? À, dạ không ạ. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là chênh lệch nhau nhiều lắm rồi. À, mình giới thiệu cho anh nghe một tí xíu nữa về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là hiền, thích cuộc sống gia đình. Còn những cái mặt còn hạn chế của mình? Mặt hạn chế của em là em rất nóng tính ạ. Vả lại nấu ăn của em không được khéo lắm. Chỉ nấu ăn ngang chừng mực gia đình thôi ạ. Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Nhưng mà em mới nói nóng tính, anh bên đây cũng nóng tính rồi sao? Em cũng thấy vậy đó. Ai nhường ai anh? Thì lúc mà người vợ mình mà nóng tính á thì mình phải nguội đó, mình phải im lặng đợi khi cô ta nguội rồi á thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau. Dạ. Giàn hòa, có thể giàn hòa bằng một nụ hôn. Nhưng mà tính hỏi em là em có biết nấu bún bò Huế không? Anh thích ăn bún bò Huế lắm. Dạ có biết ạ. Dạ đúng là sở thích của anh, hợp tính với anh đó. Hôm nay anh đi có người thân nào đi theo anh không anh? À, có hai người bạn nhạc sĩ, nhạc sĩ Nam Vũ với nhạc sĩ Dũng Phạm ở dưới. À rồi, chào hai anh. Nãy giờ nhìn dưới là em cũng nghi nghi rồi. Vâng, chào Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Bạn anh vui tính quá. Anh nhận xét về bạn mình như thế nào? Dạ thì bây giờ nó như vậy anh Quan. Vì nghệ sĩ mà, do đó là hơi lãng mạn. Sau này có gì đó thì chịu khó là chấp nhận cái tính lãng mạn đó. Tại vì lãng mạn nó không có phải lúc nào nó cũng đẹp như người ta nghĩ là cái từ lãng mạn đâu. Và tôi là bạn của anh Quang, tôi thấy là cái cô bạn bên đây thì thấy là cô này cũng là dễ nhìn, phúc hậu, biết nấu ăn món Huế. Tôi biết là anh rất là thích ăn món Huế. À, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. À, còn bạn thì sao? Bạn có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em đi một mình ạ. Có lẽ để em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha. Rồi qua thông báo danh. Bên kia là Thái Quang, bên đây là Thái Nguyệt. Hai người thương quá trời luôn vậy đó. Dạ. Nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào? À, em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm. À, rất là vui. Dạ. Nhìn anh dễ thương lắm. Dạ. Rất là yêu đời. Dạ. Ha. Từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghĩ là bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Thôi, anh Linh ơi. Cho hai người gặp nhau đi. Gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha. Kéo màn. Xin chào em. Dạ. Anh xin gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn món quà của anh. Đây là cái album nhạc của anh. Dạ. Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng, mũm mĩm. Dạ. Nhưng mà rất là vui vẻ. Quan trọng nhất là sự phúc hậu á. Anh nghĩ em có một cái chiều sâu tâm hồn rất là phong phú. Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á. Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn. Anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi. Bây giờ anh xin hát một bài là trong cơn mơ người tôi yêu lại đến. Đến cùng tôi trong giây phút ban đầu. Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm. Đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em. Em xinh tươi như anh khẽ mỉm cười. Đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở. Mái tóc liền thơm ngát mùi hương. Anh say sưa nhìn em đôi mắt mơ. Đi bên nhau, cùng nhau bước thân thơ. Anh như mây bay và em như làn gió nhẹ. Em xinh đẹp như tiên nữ trần gian. Hay quá.
Cảm nhận thế nào? Em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi một câu này. Anh ở giờ bà dạy em, nhà của em ở quận 12 dạy, anh có về thăm em không? Anh có chụp quen em không? Nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào cũng được hết em. Dạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm, sau đó mình tiến hành bấm nút. Anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu để đi đến với nhau và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ý của em như thế nào? Dạ, em cũng mong rằng như vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Rồi. 1 2 3. Anh bấm gì nữa, nãy em chưa đếm anh bấm rồi. Ủa đồng ý gì đó, đồng ý hẹn hò đấy. Ngoan à. Tay giờ anh quấy đi. Tôi chưa đếm mà anh bấm mất tiêu rồi anh. Không, tự nhiên cái nút nó nhảy quá, không biết cái sao. Anh có thể hôn cô ấy cái hôn đầu tiên. Ý em thế nào? Thấy sao anh? Thấy sao anh nụ hôn đó như thế nào? Nụ hôn nó ngọt ngào, nó ấm áp. Chị thấy thế nào? Em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc. Chương trình sẽ tặng cho anh chị những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc anh chị có những buổi xem phim thật là hạnh phúc bên nhau nha. Dạ, em cảm ơn anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Để tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn Huyền Linh, Cát Tường. Dạ. Dạ, mời anh chị. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em diễn liệt. Diễn liệt. Vâng. Còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền hả? Chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Rồi đi em trai. Mời nhà gái. Đưa chị là anh đây. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Hôm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Ừ. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Hoàng Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Ừ. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Nói chung là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay gì đó mình nhìn qua mình biết. Qua cái thái độ và cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Em là dân tài chính, kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nam sẽ chia tay đi, 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì
chia tay là chia tay luôn, một đi không trở lại. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Ừ, rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình hả Long? Từ đó tới giờ chính thức là 3 mối tình. Chính thức 3 mối tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về 1 lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, không, thời đại học. Đại học là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nhưng sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không, không có. Cái không có đúng không? Là không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Là con cái chuyện đó cũng biết nên à. Con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi, ba mối tình đó bên kia thì sao? Rồi, tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Ừ. Nhưng mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng, mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục. Khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Ừ, có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nữa. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chàng siêu, chỗ đẹp trai quá. Chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Trai lắm. Khỏe hơn chị. Trai dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn nãy đưa qua đây đáp ứng đưa gần như nhà hết á. Còn anh trai không? Dạ không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất hả? Vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Uh-huh. Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Thì một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Cơ bản là hai nói bạn chung là điều chỉnh cái lúc mà đúng rồi là... Em đã trải qua 3 mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này, đúng không? Trời đẹp trai quá. Mời qua, nhà gái tôi rất đẹp ạ. À. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ây, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ, xin chào chú em lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Một cô gái xinh xắn ha, tươi tắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự cái là chị bấm nút liền hả chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4-5 tháng buồn lắm đó. Thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Thôi. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Thôi bây giờ chị là nghĩ cho kỹ nha. Mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo. Đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ với em trai. À, có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha, nhìn hình nền là đoán được rồi. À, thêm con chào chưa? Cô. Kính chào Quyền Linh, tài năng. À cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á, thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà,
Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi, chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải đi làm xa hoài. Long thì sống rất là tình cảm, thật thà, hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt, nó biết rửa chén nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em nha. Em chào anh ạ. Chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh, không vấn đề. Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ. Nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ và thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018, tới giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết đương đầu với thất bại đó như thế nào? Ví dụ như công việc đi, lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái toán lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Nãy anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4-5 tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Dạ. Hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Vậy thì trong vòng 1 tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1 tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là với lại thứ hai là anh cũng có trải qua cái những cái mối tình trước. Anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Em phải có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love. Walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em. Cũng xinh xắn, dễ thương. Anh đi làm thì nhiều cái công việc ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu. Nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc. Nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau. Như vậy. Dạ vâng. Bí mật của sự
hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, chúc mừng. Bây giờ trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em. Đó, 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 vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng 1.5 năm rồi. Anh mới có dịp có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Các bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người. Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ, hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi chị... Không có ai hết. Rồi. Hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình. Hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. À, chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Chị có con chưa? Có một bé, sinh năm 2001. Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Bị chồng đánh rồi bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nữa. Nên chạy về. Nhà trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Rồi, mời ra giới thiệu về mình. Dạ, em tên Quỳnh Hán Phát, năm nay 42 tuổi. Quỳnh Hán Phát hả? Phát làm công việc gì Phát? Tài xế. Tài xế? Dạ. Phát là làm ở đâu? Làm ở quận nhất, chứ quận 2. Là nhà mình ở đâu? Nhà quận 8. Nhà quận 8. Hiện nay Phát đang ở với ai? Ở với hai đứa em trai. Hai đứa em trai là nhà của mình hay là? Ở nhà của mẹ để lại. À, mẹ để lại. Rồi ba mẹ đâu Phát? Mẹ mất. Ba cũng mất luôn. Ba mất trước. Mẹ mới mất trong dịch này. Thôi, chia buồn với Phát ha. Dạ, gia đình Phát rất là đơn chiếc thôi, ở với hai người em thôi. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Kiều Trinh, sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Em buôn bán quần áo online. Em sinh 1981 ạ. Trời ơi, bạn còn quá trẻ luôn á, nhìn trẻ măng nên Lan cứ nghĩ đâu là nhỏ tuổi hơn không à. Cảm ơn em. Chị Trinh ở Tây Ninh nha. Trinh là ở Tây Ninh, là huyện nào Trinh? Dạ em ở Trảng Bàng anh. Ở Trảng Bàng hả? À? Trảng dạ. Bàng thì cũng gần mà. Dạ. Giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Tới Củ Chi là tới rồi. Dạ. Mình nói cho đàn gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ chào Trinh, mình chung là ưu điểm thì hiền, trung thật. Khuyết điểm thì hơi nóng tính xíu. Mình hiền, hơi nóng tính chút xíu. Ủa sao nó mâu thuẫn nhau vậy? Hiền mà nóng tính thì khi nào đó nó quá lắm mới nóng tính thì bình thường. Quá mới nóng tính, mà nóng tính quá thì em làm gì? Tùy theo tình huống, nếu mà trong gia đình thì mình không nói, mình đi chỗ khác. À. Còn ở ngoài thì anh em bạn bè thì có thể chửi rồi chửi kia mà tiếng lại thôi. À. Nói chung là nóng quá chửi thề đó hả? Dạ. Nhưng chửi thề không có mà ok nó không được thì không á. Ừ. Còn nếu mà quá quá thì cũng chưa biết. Quá chưa biết đúng không? Thôi mình gái. Chị ơi, mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm của chị thì giỏi, siêng năng, cầu tiến và ham học hỏi. Dạ. Còn khuyết điểm thì nấu ăn không được ngon. Với dạo gần đây trí nhớ không biết đi chơi đâu mất tiêu rồi. Chị còn một cái ưu điểm nữa rất là vượt trội mà em nghĩ là chị nên tự hào vì điều đó. Đó là chị quá xinh đẹp và quá trẻ so với tuổi của mình đó. Cảm ơn em. Em dạ. Cũng rất là dễ thương và xinh đẹp. Trời, hai chị em mình khen nhau chứ. Chị ơi, mình có bao nhiêu mối tình rồi chị? Chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Trong suốt khoảng 20 năm đó chị không có mối tình nào hết? Có nhưng mà quen chỉ thời gian ngắn không được, chia tay thôi. Chị có con chưa?
Có một bé sinh năm 2001. Chị có dễ dàng khi mà nói về cái lý do mà mình phải ly hôn không? Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Với hơn nữa mình bị đánh, bị chồng đánh, bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nữa. Nên chạy về. Chị không thể kể nữa được. Em có thể ôm chị một cái được không? Cảm ơn. Cái gì rồi nó cũng sẽ qua chị ha. Em hy vọng là thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp đến với chị. Bây giờ con chị ở với ai? Ở với chị. Ở với chị hả? Một người mẹ đơn thân 20 năm, nuôi con một mình 20 năm rồi. Nhà trai ơi, cái hoàn cảnh bên kia bên nhà trai cũng đã nghe rồi. Bây giờ mình giới thiệu về nhà trai đi em. Chào anh ạ. Mình thì cũng ở vậy cũng mười mấy 20 năm rồi. Thì cũng nói chung là con thì sống bên mẹ nhưng mà mình nuôi đủ tiền học thì mình hết. Con mấy tuổi? Con 18 tuổi. Là con trai? Con gái. Con gái hả? Dạ. Cô gái bên kia rất là tội nghiệp khi mà đã chịu một cái tổn thương quá lớn từ cái người chồng trước. Em hy vọng rằng là anh sẽ là người bù đắp được cho cổ. Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Lý tưởng của anh thì nói chung là dễ nhìn, cao khoảng 1m6 trở lại, hơn xíu cũng được, hiền được. Chị đẹp lắm, chị bên đó rất đẹp và rất hiền. Mình nghe cái chuyện đó mà cũng cảm động xíu. Dạ, cái tính nào của người phụ nữ anh không thích? Ghen thì ít thì được, mà ghen nhiều quá thì nó giống như nó bị kiểm soát. Dạ, kiểm soát nhiều quá. Anh không thích kiểm soát. Giả tạo. Người gì nữa không? Chị bên kia thì thích nấu ăn nhưng mà nấu thì cũng không ngon. Miễn có nấu được rồi. Anh có... không quan trọng trên đó. Rồi, ok, vậy là được rồi. Thả cũ có gia đình chưa? Có rồi, rồi có đúng con không? Rồi. Thôi vậy cũng được rồi. Ha, không chung còn là cũng không nữa. Có vướng bận. Thôi, mình qua nhà gái cái. Dạ, em chào anh Linh. Xin chào em. Cô gái bị quá nhiều tổn thương thì chắc chắn luôn luôn có những giọt nước mắt. Chúng ta dẹp hết những giọt nước mắt đi. Ha? Dạ. Mình sống với một cái hiện tại tích cực hơn, coi như nó là một cái ước. Bây giờ nè, cười tươi lên cho cuộc đời nó tươi sáng nào. Mình cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao khoảng 1m7. Đúng, có bụng. Sực, đầu có không? Đầu hói, không hói cũng được hết. Đúng rồi, hói không hói không quan trọng. Dạ, hói càng nhiều càng tốt. Em không thích sao muối. Không có sáu muối, đúng rồi. Dạ. Vu lạ quá trời, con thích bụng bự. Không sáu muối. Không cần sáu muối. Dạ. Một muối như vậy cũng được rồi nè. Dạ. Đúng không? Được. Không lăng nhăng, sự nghiệp ổn định là được rồi. Sự nghiệp ổn định. Bên kia lái xe cũng ổn định rồi. Nhậu ít thôi nha anh. Nhậu ít. Bên đừng kia nhiều, em sợ nhậu lắm. Sợ nhậu. Có nhậu không anh? Mà có một ít hả? Thôi đừng nhậu luôn đi anh ơi. Đừng nhậu luôn nha. Em gì chồng cũ em nhậu á, đánh này tổn nên em sợ. Chuyện nó qua rồi đừng nhắc, càng nhắc càng buồn càng sợ luôn. Dạ. Bây giờ mình sống ở nhà với gia đình. Gia đình với ai nữa? Mẹ với em với con. Đảng bàn Tây Ninh. Dạ. Thí dụ bây giờ mình về quận 8 mình ở được không? Bây giờ em không nói trước được gì, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu rồi khi đó là mình có thể nói chuyện với nhau vấn đề đó. Cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ thì hỏi người mình thân gặp đi. Người thân đi. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Tại hai đứa em mới biết làm hết. À dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi chị... không có ai hết. Rồi hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình, hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. Mở rào. Chào Linh. Linh, chị có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh ạ. Có tặng cái gì cho bạn gái nói đi. Bông. Bông hả? Mở bông có đẹp không? Cái bông cất vô cái bình. Đẹp hơn gái? Dạ rất đẹp. Rồi, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau đi. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Ở trạm này chắc cũng xa hả? Đi cũng mệt à? Dạ đi hơi xa. Tại em ngồi xe bị say xe đó. À. Trước khi đi em phải uống thuốc mới đi. Còn mình nó chở mình ở lâu quê dưới không ta? Dạ em ở đó từ nhỏ luôn á. Em hồi hộp quá. Em bây giờ phát cảm nhận bạn gái thế nào? Bạn gái nhìn xinh,
trẻ hơn tuổi, 1-2 tuổi. Anh nghe em nói tâm sự thì cũng buồn, nhưng mà cãi qua rồi đúng không thì thôi. Chung là em cũng quên rồi, nhưng mà đến thì nhắc đến em hơi bị xúc động. Đúng rồi, tại nó gắn vô tâm trí mình lâu quá. Đúng rồi. Nhưng mà hơn 20 năm rồi. Dạ. Cho nó qua nỗi buồn đó đi. Dạ, em quên rồi đó. Chứ mà hỏi đến thì em kiểu như là nó trước nó ù về. À, bây giờ phát hỏi bạn gái đi. Mình ở xa vậy mình hẹn hò sao, có thể mời bạn gái vào cuối tuần hay gì đó. Cuối tuần rồi em có rảnh không ta? Dạ được anh. Thôi rồi con ở với mình đúng không? Ở với em đúng không? Dạ dạ. Ủa rồi mình đi có sao không ta? Dạ con em lớn chưa? Con em 21 tuổi rồi. À vậy không sao. Phát có xe riêng mà, lên chừng nào cũng được. Dạ. Thật ra đây Trảng Bàng đâu có xa đâu. Anh nó là tới Củ Chi là tới rồi. Dạ, Củ Chi lên xíu. Khoảng 70 cây đúng không? 70 cây. Em không rành nữa nhưng mà em thấy gần á. Nào có dịp lên Trảng, không chắc giờ này cũng phải lên thường. Em cảm ơn. Em muốn đẻ nữa hay là sợ nuôi con? Anh thấy bây giờ thì nuôi con mới khó. Đúng rồi. Nếu mà hai người có con hết rồi, nói chung không cần nữa con thứ ba này kia. Dạ em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nên mình cũng lớn tuổi rồi đó, phải nuôi phải mệt. Đúng rồi, em nghĩ là như vậy là đủ rồi. Ai cũng đã từng hiểu như từng trải qua rồi, là quá đủ rồi. Ý kiến của anh con... giống như cái đó đó. Có hết rồi mà có con cái thì dạ. Cần bạn bè sao tuổi già thôi. Dạ đúng rồi, em đồng ý với ý kiến của anh cái đó đó. Em làm tại nhà không hả ta? Hay là... Dạ em bán online đó, em bán rồi em đi giao luôn. Ồ, không có giao à? Dạ em không có thuê. Tại vì... cũng mệt à? Dạ rất mệt luôn, phải nói là rất rất mệt luôn á. Nhưng mà vì em đang... xa vậy? Sao mình không cứ ship à? Tại vì em bán từ nào vậy em đi giao khách quen rồi. Giờ mình kiếm người đi giao, người ta nói nay sao không đi giao mà kêu người ta đi giao, người ta không chịu. Ủa mà em bán gì ta mà phải... quần áo, dạ. Tại mình cũng kỹ đúng không? Dạ đúng rồi, em kỹ lắm. Nữa có ảnh về anh chở đi giao. Em cảm ơn. Ủa rồi em ăn uống thì ở nhà tự nấu hả ta? Dạ em đi ở nhà mẹ nấu á. Cái em về cái có đồ ăn. Còn mẹ hôm nay nó cũng 80 hả? Dạ không, nó có 60 mấy à. 60 hả? Dạ. Ủa mẹ nấu đồ ăn cho ăn luôn sướng vậy? Dạ tại vì em cứ chạy ở ngoài không à. Em được khi nào mà em rảnh á thì em vô, nhưng mà rảnh vô biết ít lắm. Tại vì em chạy tối ngày luôn á. Ồ. Dầm mưa dãi nắng dữ lắm, thức đêm thức hôm nữa. Trời. Bởi vậy em mập không nổi là vậy đó. Không có gì đẹp rồi đâu cần mập. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ hai người nói về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Không muốn điều gì xảy ra nữa. Cái thứ nhất là em không thích lăng nhăng. Cái gì em có thể bỏ qua, suy nghĩ có thể bỏ qua. Nhưng mà cái tánh lăng nhăng là em chỉ dứt khoát ngay và liền. Nhậu thì ít thôi, càng ít càng tốt. Em chỉ vậy thôi. Anh thì cũng lâu gặp bạn là phải vài ly. Em rất là sợ, sợ nhậu nhiều, em rất là sợ luôn. Em nhìn người nhậu nhiều em sợ lắm. Chị Trinh thì chị hiền á. Thật ra chị sống cũng khép kín lâu rồi. Ở đây thì Phát á, đi thường xuyên giao tiếp nhiều hơn thì Phát có thể mạnh dạn hơn chút xíu. Anh nghĩ rằng là Phát nên chủ động nhiều hơn với người phụ nữ này, có thể giúp họ mở lòng mình ra, mở cửa trái tim mình ra lại. Nếu như mình lấy nhau, gọi là bạn này có thể về nhà ở nhà em được hay không, và có thể làm được cái công việc gì hay không. Nếu mà em được về nhà anh thì càng tốt. Nhà thì ba đứa em thì nó dễ lắm, không sao. Cũng đâu có làm dâu đâu sợ đúng không? Dạ, đúng rồi. Ví dụ như là Trinh với con Trinh về ở luôn được không? Thì đó cũng được, cho mình sắp xếp thôi. Con của Trinh thì cũng lớn rồi. Đúng rồi, thì đó không, em nghĩ chứ không lo phần đó. Không có lo phần đó. Đúng rồi. Mình phải nói rõ nhau hết những cái điều đó ha. Nếu mà mình tiến tới hôn nhân á thì khoảng bao lâu? Chắc khoảng 6 tháng. Có sớm không hay là? Dạ không sao, mình lớn tuổi rồi mà. Đâu có phải tuổi trẻ nữa đâu, để nhiều năm. Đúng. Rồi bây giờ Phát tiến đến cô gái đi. Nắm tay cô gái nào. Chứ mà nắm tay. Anh nghe chuyện em cũng buồn nhiều nên mong sau này nói chung bỏ được bỏ qua. Còn ở trường tới nếu mà tụi mình tiến sâu tiến xa hơn thì ok, anh sẽ không có tập lại mấy người trước để cho em suy nghĩ nhiều. Dạ em cảm ơn. Để Huyên hát một bài nào đó tặng cho Trinh đi. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em lại đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Bảy nhạc Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Để tay vào nút bấm đi Phát. Em rất mong là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội, bởi vì chúng ta đã
có quá nhiều cái tổn thương và quá nhiều cái mất mát rồi. Thôi thì bây giờ gặp nhau ở trên sân khấu này nó cũng là một cái duyên, một cái định mệnh. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nhé. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Chính thức hai bạn đang hò với nhau rồi đó, nắm tay nhau đi. Em cảm giác sao? Dạ em giờ hồi hộp quá. Đến đây ai cũng hồi hộp không? Trùm anh cũng rung ít hơn xíu. Thứ hai mình có cơ hội đứng xa, tiến xa hơn không? Thì mong sau này sẽ tốt hơn. Em mong anh nói được sẽ làm được. Anh nói được được. Nhớ nha anh. Em rất là tin tưởng chương trình, cho nên là em hôm nay em đến đây thì cơ hội của mình thì em sẽ cho một lần nữa. Nếu như không chắc thì em không biết sẽ như thế nào. Ok, anh hiểu trên đó thì em cứ an tâm. Chúc hai bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến hạnh phúc. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà. Chúc mừng anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc. Em đem quà xuống cho chị đi đường này. Đây, đường này luôn. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn? Có, em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ thèm luôn. Rồi em quan tâm chăm sóc. Ok, kỹ càng luôn. Không biết không? Em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có người sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng rửa à. Em kỹ lắm. Lý do tại sao nhiều hoài vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em cảm ơn. Xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em à. Dạ em cảm ơn anh ạ. Ngồi nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay em 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À rồi. Dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em hôm nay 36 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Rồi đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có, bệnh có viện làm, không? Làm 2-3 năm rồi. À rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà. Không có thời gian làm trong. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con rồi ha. Ngon ngon đó, ngon đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? À, em ai sống với ba mẹ với lại bà chị nè. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? À, mẹ em là 69, ba em 68 ạ. Rồi vậy là lấy vợ vậy có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Chị em có căn hộ á. À cho em nửa căn rồi, còn nửa căn em đang chạy em làm em góp em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ thì trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn, làm tổ ấm cho riêng mình. Gần hết rồi. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm luôn nha, chưa thấy nghe khuyết điểm. Khuyết điểm em thì em có hút thuốc á, với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn đó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Còn cái khuyết điểm của em á, giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là
chắc là chị già rồi nên khó tính á, giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy, tại vì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là cái những cái thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ, ai nói mình già. Ta còn mơn mởn dễ thương vậy mà kêu già. Đừng có nói già, đừng chạm người. Nó đó mới già nè. Hả? Đó. Đừng có nói nha, tôi chưa già. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm. Dạ. Đây mới có chút xíu à. Trẻ măng à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à. Bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo điều đó đúng không? Thì tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ sàn luôn. Ủa sao mà chia tay hai mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á, đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, sao quen mấy năm? Dạ, quen 2 năm tính ra trường cưới. Quen 2 năm mà sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đậu Phật, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo ai nói dữ đi, mà bên nhà gái khó tính quá. Rồi là giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Học đi. Em học ngành đi bộ đội mà. Rồi về em mới học thêm. Dễ thương quá à. À, nhà gái rất là dễ thương nha. Nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh á. Quan trọng nha anh đúng không? Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình mà chỉ 2-3 năm. Cũ quá cũ luôn. Ngon luôn. Không có chuyện người yêu cũ, người yêu mới thôi. Mà rất là dễ thương, nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ, em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Bây giờ nè, mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Phải có một mối quan hệ nghiêm túc, không có bắt cá anh. Bắt gì ta, 2-3 năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Yên tâm, còn gì nữa không? Có cái gì mà em không, em ghét được, em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ, là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ, với lại cái lăng nhăng là... nữa. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không, em ngành ơi, em tâm em có, tâm đức em có. Cái tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho tâm bạn gái mình là khác. Rồi, em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không thì không? Em chăm sóc cái gì, chăm sóc cái xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có này sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à. Em kỹ lắm. Anh lành khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ. Con bấm tôi bấm á, tôi nói trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu nhiều người thích chị sao? Thôi đừng xúi. Bà mối là thiệt. Xúi dại không? Mối là mối mà dành mối. Chứ không có cười quá. Dễ thương á. Có duyên lắm đó nha. Mình đi với ai? Dạ em đi với dì của em. Dì hả? Dì ruột? Dì Út dạ, hả? Dạ, chào dì. Dạ chào dì. Dạ, chào Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dốt thấy nhà trai sao Dốt? Mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó là nó không có giống như người ta, đụng ai cũng quen. Nó thấy không được là dù người đó có thích nó cũng lơ à. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Rồi, cảm ơn Vũ. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Tôi xin kính chào của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người có hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô Sử chết không ai cưới nó,
Rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu mà hôm nay mà bạn gái hôm nay cô thấy cũng được, xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội, cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Cô nhà cô còn con trai hết rồi, có mình nó thôi mà. Trời, giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Nhờ chương trình này á, làm cầu nối á, mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. Nhà cô thì có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ơi, ngon lành. Bấm vé máy bay cấp 1 á. Rồi, cảm ơn cô. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? Đơn giản lắm. Cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Nói chung là kỹ, sạch sẽ đó. Vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Còn nấu cơm, nấu nước rồi này kia. Em bộ đội em nấu được rồi. Giặt quần, giặt áo cho con cái thì được. Trời ơi, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không chứ ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Cao thấp, mập ốm gì không? Em 1m8. Bé đó 1m5 trở lên được rồi. Được. Nhà gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ, xinh lắm. Dạ vậy hả? Vậy ngon quá bà. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Thôi đấy. Em mà em đừng cầm dơ lắm. Để em cầm luôn. Bên đây dạ. À, bên đây ạ. À. Cảm ơn anh. Đầu tiên gặp thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng. Có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Mở có gì Quân? Dạ. Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách là nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Rồi, để dạ đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Em cũng muốn hỏi anh là anh cũng nói anh ở Thủ Đức, vì anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À, khu lịch Suối Tiên. Ở, mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À, vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái gần bệnh viện mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại vì em làm trong khu công nghệ cao á. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi. Anh mới đi ngang bên đường đó có phiên trường. Dạ. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau. Nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó. Quan trọng là mình hiểu. Rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ anh thấy em sao anh vậy à? Dạ anh thấy em sao ạ? Có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cái mẫu người anh, dạ. anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh đó. À, em cũng cái mặt cũng giống kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Nhưng mà ý là thấy người ta có... Thấy được, xinh đẹp người kia. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? Vậy em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Dạ em nghĩ là không làm dâu được. Mình giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng. Nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt, rồi mẹ chồng cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Giờ dạ, ở với mẹ chồng lo hết. Con cái có mẹ dạ. Chồng ấy này. Đó, bà nội lo luôn. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em cảm ơn. Xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em à. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chu đáo chưa? Đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh bờ quặn đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé.
Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chỉ xa xôi, em biết không em ơi, I love you. Được quá Quân, được. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Đáp lại liền em. Mình đâu để mình lép vế như vậy em. Em cũng hát không có hay, nhưng mà thôi, anh nghe là được. Đến cái chương trình nghe thì được rồi. Em cũng hát một một xíu thôi dành cho khán giả trong trường quay, rồi cũng như là nhảy em đâu biết nhảy nhiều đâu. Thầy các bạn hát. Miền Cần Thơ gáo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ. No. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chưa em, hết chưa em. Về Sa Đéc hay là đúng về em. An Giang. Hay quá. Em mà hát xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Thôi mà dễ thương quá chị. Em về nhà em vui cười. Anh hết xèo luôn á. Bây giờ nè anh hỏi nè. Dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mạch anh biết liền. Nó đập 100 mấy rồi đó. Lên quá rồi ha. Đó. Dạ. Thôi được rồi, về đi. Vậy là mình thể hiện đủ cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Xuống kinh. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức, đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Hả? Anh nắm tay em cái nè. Đó, vậy đó, đang tay vô. 20 mấy năm rồi, chưa nắm tay phụ nữ. Mình cảm giác như sao Quân? Lâu lắm rồi, cái mình không có quen ai á. Giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống vậy, hiểu không? Hỏi gì má đi. Con dâu má nè, thấy không? À, mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á, thì cho con hết ế, chứ bốn mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Mấy đêm nay con mừng con ngủ đâu được. Con mừng á, con không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ là cô đã ghi thiệp hết rồi đó. À. Cô đã làm danh sách hết rồi đó. Vậy đó hả? Cô lo trước lo sau vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi. Mình an tâm. Rồi em gái, cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại, dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Dạ. Thôi được rồi. Được nắm tay gì được rồi nè. Được không? Được rồi. Rồi em hùng tay đây. Dạ. Hửi hửi không thấy hùng một chút xíu nào hết trơn. Hai mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình nào. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho anh chị. À, cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng rằng những người đang đi tìm nửa manh ghép của mình hãy mạnh dạn đăng ký với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm cho quý vị một người rất là hợp để chúng ta có thể nắm tay nhau để suốt cuộc đời.